Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục địa phương khối 6. Ở tiết học này, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề 2, điều kiện tự nhiên đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 La Mã địa hình và phần 2 La Mã khí hậu. Chúng ta sẽ cùng bước vào tìm hiểu phần 1 La Mã địa hình. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đồng bằng hạ lưu sông Đồng Nai, Sài Gòn, nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Địa hình thành phố Hồ Chí Minh thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Đây là địa hình đồng bằng thấp, nơi cao nhất không vượt quá 40m, nhiều chỗ còn thấp, trũng. Có thể chia địa hình thành phố Hồ Chí Minh thành 3 tiểu vùng địa hình. Thứ nhất là vùng cao, thứ hai là vùng thấp trũng và thứ ba là vùng trung bình. Nhìn chung, địa hình thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đồng bằng thấp. Và đây là sơ đồ địa hình thành phố Hồ Chí Minh, gồm có phần vị trí và phần 3 tiểu vùng địa hình. Ở phần vị trí chúng ta phải trình bày được thành phố Hồ Chí Minh nằm ở hạ lưu sông Đồng Nai, Sài Gòn và nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Ý thứ hai nữa là địa hình thành phố Hồ Chí Minh thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, và đây là địa hình đồng bằng thấp. Còn ở ba vùng tiểu địa hình chúng ta phải trình bày được, đó là ba vùng
vùng cao, vùng thấp trũng và vùng trung bình. Kế tiếp là phần 2 La Mã khí hậu thành phố Hồ Chí Minh. Thì thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiệt độ cao đều trong năm và có hai mùa, mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Mùa mưa của thành phố Hồ Chí Minh thì từ tháng 5 đến tháng 11, còn mùa khô thì từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở khu vực ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Cho nên nhìn chung, khí hậu của thành phố tương đối ôn hòa, không có những ngày đông tháng giá, cũng như không có những tháng ngày nắng gắt, ít bão lụt. Đây là điều kiện thuận lợi đối với việc phát triển các ngành kinh tế, cũng như đối với đời sống của người dân. Và đây là sơ đồ trình bày khí hậu thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta thấy thành phố Hồ Chí Minh là nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiệt độ cao đều trong năm và có hai mùa mưa, mùa khô rõ ràng. Ý thứ hai nữa là thành phố Hồ Chí Minh nằm ở khu vực ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh tương đối ôn hòa, không có những ngày đông lạnh giá cũng như không có những ngày nắng gắt và ít bão lụt. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cũng như là đời sống của người dân. Chúng ta vừa mới tìm hiểu xong lý thuyết của phần 1 La Mã và 2 La Mã, và sau đây là phần thực hành. Cô có câu hỏi: em hãy lựa chọn và điền thông tin đầy đủ phù hợp về đặc điểm, địa hình hoặc khí hậu của thành phố Hồ Chí Minh vào sơ đồ dưới đây, sau đó vẽ thêm hình trang trí và tô màu cho thật đẹp. Phần hướng dẫn về nhà, các em phải hoàn thành bài vẽ kiểm tra giữa học kỳ 1 tại lớp vào tuần 8, xem trước bài mới. Dụng cụ chuẩn bị gồm có tập ghi, sách giáo khoa, bút dạ hay bút đỏ, thước màu. Cô chúc các em làm bài kiểm tra thật tốt. Thân ái, chào tạm biệt các em.